Ok, xin chào em nhé. Thì cũng lâu rồi, mình cũng cũng phải tầm 2 tuần đấy nhỉ. Mình cũng không làm một cái video về thị trường cryptocurrency, đặc biệt là thị trường Bitcoin và Ethereum. Thì nhân cái tiện là ngày hôm qua rạng sáng ngày hôm nay ấy, là nó có cái đợt là pump mạnh luôn đấy của thị trường Bitcoin ấy. Thì mình hôm nay mình cũng có thể mình dành chút thời gian mình sẽ làm một cái nhận định xu hướng hành động giá tiếp theo của thằng Bitcoin trong thời gian tới nó sẽ diễn ra như nào. Ok nha. Thì mình cũng điểm qua một chút cái lịch kinh tế thôi em nhá. Thì đối với mình ý, mình ở trên cái nhóm Discord của chúng ta ấy, mình cũng đăng cái ảnh này lên trên nhóm vào cuối tuần, hàng tuần đấy. Thì những cái lịch kinh tế anh em cho em nào tiện theo dõi, ok anh em có thể là tự xem được trên cái trang Forex Factory này, ok anh em. Đấy thì cái tuần này mình đánh giá ấy, nó cũng là một cái tuần đối với mình nghĩ là nó cũng khá là sôi động, khá là nhiều nhiều những cái tin đỏ, tin tức cả chính trị cả cả kinh tế nó liên quan đến nhau em nhá. Thì hai ngày đầu tuần thứ hai thứ ba này thì nó cũng không có tin 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 đỏ đâu, tại vì nó có một chút cái tin da cam, cái tin liên quan đến đồng EU và đồng đô la Mỹ thôi. Thì ngày hôm nay 15 giờ có cái tin mà chủ tịch ngân hàng châu Âu này bà phát biểu, và đây là bộ trưởng bộ tài chính em nhá. Anh em có thể để ý những cái tin mà lúc 20 giờ bạn 20 giờ tối nay nó có cái tin FOMC member will speak, tức là thành viên của Fed, cục dự trữ liên bang ấy, Hoa Kỳ ấy. Người ta phát biểu, thành viên này thành viên ở các tiểu bang thôi, không phải là chủ tịch John Powell, ông phát biểu nha, thì cũng không có vấn đề gì đối với mình anh thế. Còn bắt đầu đến ngày thứ tư, ngày thứ năm và ngày thứ sáu, ba ngày này này anh em này, có cái tin CPI của bảng Anh này, tin phát biểu của thống đốc ngân hàng Vương quốc Anh này, ngân hàng trung ương ấy. Ok thì cái tiền thì cả ngày thì không nói, thì nói tóm lại là ngày mai thì anh em mà đánh cặp liên quan đến cặp G ấy, thì có thể là liên quan đến thị trường Forex ấy, thì mình sẽ không nói sâu đâu em nhá. Thì còn đâu có thể là một số những cái tin biến động chính trị này thì đến cái rạng sáng ngày hôm thứ năm ấy, tức 1 giờ sáng, có tin FOMC meeting ấy, thì tức là cái cuộc họp FOMC ấy, thì tin này cũng có thể một chút. Và đến trong cả ngày nó có tin mà PMI sản xuất và PMI dịch vụ service này, thì nó sẽ liên quan đến cả đồng EU, đồng GU và đồng bảng Anh, cả đồng USD nhá. Ok thì có một số anh em phải lưu ý, thì mình điểm qua qua một chút thôi. Rồi, còn bây giờ xem một chút về, quay trở lại với chủ đề chính của ta ấy là gì? Là xem cái thị trường cryptocurrency này, thằng Bitcoin ấy, hiện tại thời điểm mình làm video đang là mức giá là hơn 71.000 đô. Ether là khoảng hơn 3.600, XRP là 0.5, Litecoin là hơn 0,88 đồng cho một Litecoin. Em nhá, Bitcoin Cash là 520 519 đấy. Ok anh em. Thì đây là một số cái đồng có vốn hóa lớn mà nó sẽ chiếm cái thị phần gọi là trọng số để nó liên quan đến 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 cái vấn đề là thị trường hắt hơi sổ mũi hay là băm đăm đấy, anh em hay quan tâm. Ok, để một số đồng coin top. Rồi, đến cái trang bong bóng crystal này, thì crystal bubble này này thì anh em để ý này, nếu tính theo cái phần trăm độ tăng trưởng, tính theo ngày này thì cái ngày hôm nay có một số những cái đồng altcoin nó tăng trưởng khá mạnh khi Bitcoin nó hôm qua nó tăng em nha. Thì Ether này, đồng Bong này, đồng PYTH này, Lido này, thì một số đây là, Uniswap này, đây là một cái ví của Decentralized, vì ví một cái ví sàn tại phi tập trung, một cái đồng của ví sàn này, PP, cái đồng meme coin này. Ok thì một số anh em mà đầu tư meme coin, tìm gọi là đại cát tìm vàng ấy, thì có thể anh em hold được những cái đồng này. Thì khi mà Bitcoin nó tăng trưởng thì đồng nghĩa với việc là những cái đồng altcoin này, cái vốn hóa nó nhỏ thì nó sẽ tăng khá là mạnh. Nhưng đồng nghĩa với việc là gì? Là khi mà Bitcoin nó điều chỉnh ấy, thì những cái đồng này nó cũng đỏ lửa, gọi là đổ máu em nhá. Thì phải chấp nhận cái vấn đề tăng giảm, nó sụt giảm, tăng trưởng hoặc sụt giảm, phải là băm đăm đấy. Thì của trong cái thị trường này nó rất là nhiều, một ngày có thể lên đến 10-12% là chuyện bình thường em nhá.
ok, tăng tăng 10-12% mà giảm cũng thế. Thì nếu anh em nào mà yếu tim như mình ý, thì có thể là chỉ đầu tư quan tâm mỗi thằng Bitcoin và thằng Ethereum này thôi, hai thằng. Còn anh em nào mà thích thích mạo hiểm, gọi là high risk high return, thích đầu tư mạo hiểm mà thích cái lợi nhuận vốn hóa lợi nhuận nó cao mà rủi ro càng cao ý, thì có thể là tìm hiểu tham khảo thêm các cái đồng altcoin để có thể tìm hiểu các cái dự án, các cái công nghệ của nó, các công nghệ trong các cái chuỗi blockchain ấy, thì có thể anh em thích cái con nào thì anh em có thể là đầu tư vào các cái con layer 2 của trên cái mạng Ethereum này cũng được. OP O bùng này là hay cái con này này, các cái con mạng hay là cái mạng tron chủng dot polkadot polkadot hay cái con cũ này matic matủng này polygon này polkadot này đấy xui sủng này thì là đến cái mùa này bắt đầu nó mới xuất hiện này. Neo là những con coi cũ rồi em nhá. Đây họ có số coi sàn này, OKX sàn sàn OKX này, OKB đấy, hoặc là BNB của sàn Binance này. Ok, thì nếu tính theo cái phần trăm tăng trưởng theo đồng đô la Mỹ thì ngày hôm nay là một cái ngày xanh dờn luôn. Em thấy không? Các cái đồng altcoin nó tăng rất là nhiều, nhưng mà nếu mà tính theo Bitcoin như vừa nãy mình có thể là anh em có thể thấy là có một số đồng nó vẫn tăng nhưng mà đa số vẫn đang là đỏ lửa tăng trưởng, tức là ý là tăng trưởng không bằng Bitcoin thôi em nhá. Còn đâu vấn đề là gì, khi Bitcoin tăng thì hầu như là thị trường nó sẽ kéo theo cả thị trường xanh lên. Thì tiếp theo là mình sẽ điểm qua cái vốn hóa của ngày hôm nay em nhá. Trên cái trang CoinGecko ấy thì cái thời điểm hiện tại là rơi khoảng tầm hơn 2.700 tỷ đô. Thì em để ý này, bên dưới đây thì thằng Bitcoin nó vẫn chiếm khoảng tầm 1.4, tức là nó chiếm khoảng tầm này market cap của nó vốn hóa là hơn 2.700, thì cái thằng này chiếm 1.400 đấy, thì có thể là chiếm hơn 5% rồi em nhá. Vốn hóa của Bitcoin có thể là tăng khá nhiều. Và tiếp theo đứng thứ hai vẫn là Ether này, Ethereum ấy thì khoảng 438 triệu, giá cả hiện tại thì vẫn đang tăng trưởng, hôm nay tăng cũng khá mạnh em nhá. Thì đấy, thì thứ ba vẫn là đồng ổn định thằng USDT của đồng Tether này. Thứ tư là coi sàn BNB này, BNB tăng 600 đô này. Son này, Son cũng tăng trưởng khá phết này, 182 này. Lido này, USDC này, XRP, Dogecoin, Ton, Telegram này, ADA, Cardano, AVAX, Shiba Inu, WAPBTC, Tron, Polkadot, Bitcoin Cash, Chainlink, Near. Một số anh em cộng đồng Việt Nam cũng khá hâu chắc từ mùa trước luôn, trong một số anh em nào chưa thoát hàng được chắc giờ đang đợi về bờ. Uniswap này, đấy thằng con này tăng khá áp. Polygon, Matic này, Litecoin, Litecoin tụt áp ghê nhỉ. Litecoin cái thời gian hai mùa trước nó đang từng được sánh ngang, giống như kiểu nó được ví là Bitcoin là vàng thì thằng Litecoin này coi như là bạc điện tử ấy. Bitcoin anh em hay bảo là gọi là vàng điện tử đúng không? Thì cái thằng Litecoin này ở những cái mối trước được kỳ vọng là bạc điện tử, nhưng mà nó không được sau những cái biến cố. Nói chung anh em có thể tự tìm hiểu, nó dài lắm, kể ra như đây thì rất là nhiều. Không được như kỳ vọng thì bắt đầu anh em mất niềm tin và dần dần. Ok, thì đấy một số những cái đồng. Mình vẫn điểm qua một chút cái loại tài sản của vốn hóa lớn nhất trên thị trường toàn cầu này. Thì đứng đầu của chúng ta vẫn là vàng, vẫn cái market cap của nó vẫn hơn 16.000 tỷ đô này. Đứng thứ hai vẫn là cổ phiếu của tập đoàn Microsoft của Bill Gates. Khoảng tầm hơn 3.000. Apple hiện tại là CEO là Tim Cook là gần 3.000, 2,9 nghìn tỷ. NVIDIA 2,3, Google Alphabet hơn 2.001, gần 2.002. Saudi Aramco hơn 1,9 nghìn. Amazon, Jeff Bezos, bạc Sliver này 1,7. Đến Bitcoin là 1,4. Meta Platform, Facebook Mark Zuckerberg là 1,1, gần 1,2. Berkshire Hathaway là gần 900. Ok, thì đấy là một số loại tài sản, nói chung là túm lại là cũng không có thay đổi gì nhiều đâu. Nó chỉ thay đổi thứ tự giữa gần như là thị trường bạc và Bitcoin thôi. Bitcoin cái đợt mà
nó lập đỉnh 73.000, 74.000, nó đang cạnh tranh thứ hạng với cả bạc từ 89 này, nó và nó vượt qua thằng Facebook rồi. Tiếp theo là đến cái trang Bitcoin ETF Flow Table này thì cái ngày hôm nay nhá, tính theo cái giờ Mỹ này thì nó chưa cập nhật cái ngày 21 của chúng giờ theo giờ Việt Nam đấy anh em ạ. Thì ngày hôm nay cái thời điểm ngày hôm qua khi đóng phiên giao dịch thị trường chứng khoán ấy của Hoa Kỳ ấy, thì chúng ta vẫn có một cái dòng tiền dương của các quỹ Bitcoin Spot ETF anh em nhá. Ở đây này thì hầu như là gần sau một cái thời gian mà em thể đấy mấy cái tuần vừa rồi có cái dòng tiền ra, dòng tiền đỏ này thì bắt đầu là các quỹ đã bắt đầu tích lũy lại rồi anh em này. Đấy, đứng đầu vẫn là iBit của BlackRock này, nó vẫn tích lũy lại FBTC này, Arca Invest và nói chung tóm lại là mười mấy quỹ. Và cái quỹ Grayscale Bitcoin Trust hay là gọi là GBTC này, sau cái thời gian nó gọi là xả hàng em, nó xả liên tục anh em, và bắt đầu thì gần như là bắt đầu có hiện tượng là tích lũy lại rồi, thấy chưa? Đấy, ok rồi, thì đấy là cái tín hiệu theo mình nó cũng là tín hiệu đáng mừng. Nhưng cái vấn đề đây này, các cái quỹ này nó vẫn mua bán giao dịch trên sàn OTC, tức là sàn không phải là trên sàn sàn tập trung như ở Binance hay Coinbase đâu em ạ, mà giao dịch theo gọi là giao dịch theo kiểu là chéo tay nhau, theo kiểu gọi là đại loại là có thể là anh em giao dịch, anh em có thể hiểu nó đơn giản là giao dịch không phải là thông qua sàn, tức là giao dịch mà với cái số lượng lớn này mua hoặc bán này này, nó sẽ không làm ảnh hưởng đến giá cả của thị trường chung, tức là giao dịch trao tay nhau thôi. Giống như kiểu là anh có BTC thì tôi có tiền tôi mua của anh trao tay tôi, anh đưa cái ví hay là đưa cái ví lạnh đấy, đưa cái mã key cho tôi là được, chứ không cần phải là anh em lại phải một bước là anh em đang cái lượng Bitcoin anh đang giữ trong cái ví lạnh của anh em đúng không, và sau đó anh em lại nạp lên trên sàn ví dụ Binance hay là Coinbase, xong anh em mới bán kiểu đấy thì nó sẽ một là nếu anh em bán nhiều nó sẽ làm giá nó bị đâm nó bị đâm sâu xuống ấy, gần như là nó sẽ ảnh hưởng đến giá cả chung của thị trường, nên là các quỹ này người ta không thích, anh em phải hiểu là như thế. Nên nhưng mà cái vấn đề là gì, cái lượng BTC này ai mua ai bán thì gần như là có thể là những cái thợ đào ở Hoa Kỳ họ sẽ bán cho những cái quỹ này trực tiếp sang tay luôn. Và khi mà cái nhưng mà vấn đề là Bitcoin nó chỉ có 21 triệu đồng thôi, 21 triệu Bitcoin thôi, nên là nó cái số lượng này sẽ có hạn. Và khi mà cái lực mua vẫn còn và cái lực bán nó bị triệt tiêu, và gần như gọi là cái nguồn cung nó không để đáp ứng được nguồn cầu ấy, thì gần như là những cái quỹ này bắt buộc nó phải bắt đầu lúc đó phải tìm lên trên những cái sàn Binance, Coinbase để bắt đầu tìm mua thêm, gom thêm Bitcoin. Tại vì sao? Khách hàng của những cái quỹ này người ta gửi tiền vào cho quỹ này để họ mua, để họ phát hành cái chứng chỉ quỹ mà, đúng không? Thì khách hàng người ta có yêu gọi là có nhu cầu để người ta cần để người ta tích lũy Bitcoin thông qua cái dạng là chứng chỉ quỹ, thì những cái quỹ này bắt buộc họ phải tìm những cái nguồn cung, em công nhận không? Khi cái nguồn cung OTC nó cạn kiệt rồi thì bắt đầu anh em phải các những cái quỹ này nó phải tìm đến những cái sàn, và lúc ấy có thể là giá bắt đầu lúc đấy mới hiện tượng là nó mới thấm vào các cái Bitcoin Spot ETF này, nó mới thấm vào cái lực mua nó nhiều ấy, nó mới thấm vào cái thị trường chung của chúng ta, và lúc ấy giá nó mới đẩy lên cao mạnh được anh em ạ. Rồi thì đấy là phân tích qua vĩ mô một chút thôi, và cái này không phải là ngày một ngày hai đâu, mà nó phải tính vào theo cuộc chơi, theo phải năm phải tháng, hàng năm hàng tháng anh em nhá, nó gọi là theo mùa của nó luôn, chứ không phải là nó gọi là long tầm dài hạn, không phải là short tầm anh em phải hiểu là thế. Không phải là cái lực mua nó chỉ ảnh hưởng trong ngày một hai. Anh em nhiều anh em có thể là thắc mắc tại sao các quỹ Bitcoin Spot ETF được Hoa Kỳ thông qua rồi mà tại sao giá cả không tăng trưởng mạnh, là vì nó cần phải có thời gian để nó ngấm vào thị trường, giống như kiểu cái việc mà Fed nó tăng lãi suất ấy, nó tăng lên trong kể cả ngày một ngày hai, là tháng một tháng hai, nó sẽ không có ý nghĩa gì đâu, nó phải trò chơi tính bằng theo năm. Nên là khi mà tăng lên rồi bắt đầu nó mới ngấm dần vào thị trường, thì lúc đấy nó mới có cái hiệu quả để có thể đẩy lùi được lạm phát. Đấy, giống như cái Bitcoin Spot ETF này cũng vậy em nhá. Thế cho nên là gì, mình chỉ khuyên anh em là đã đầu tư thì phải em nhìn vào ngắn hạn, chứ em đừng có thích ăn sóng ngắn. Anh em hiểu cái ý tưởng không? Không thích ăn sóng ngắn là như nào? Giống như kiểu là anh em
mô đỉnh à, bắt đỉnh mô đáy bán đỉnh ấy, tức là bắt đỉnh đáy là gì, anh em cứ trích là anh em mua ở đây sau lên từ đây em bán đấy, mua sau lên từ đây em lại về anh tích lũy lại sau lên từ đây em bán. Nói tóm lại là gì, mua thế này cũng được nhưng cái vấn đề cái xác suất để em có thể bắt được đỉnh đáy là bao nhiêu phần trăm, anh em có hiểu ý tưởng không đấy. Cho nên là gì, thà thay bằng mình ăn một con sóng thẳng đi này, cho trong những con sóng này nó có điều chỉnh nho nhỏ ngắn ngắn này, mình bỏ qua những con sóng ngắn này đi, mình ăn một con sóng dài này hơn là những cái việc em cứ mua ra vào ra vô nó không có tác dụng gì cả, anh em phải hiểu là như thế. Còn đâu cái vấn đề mà em có thể phân tích kỹ thuật, dựa vào phân tích biểu đồ mà em có thể tìm được những cái đỉnh đáy, nó chỉ là cái vấn đề xác suất thôi, không thể là 100% em bắt được đỉnh đáy cả, anh em phải hiểu là như thế nhá. Ok, thì tiếp theo là đến cái trang CME Group này. Cái trang này nó sẽ đưa ra những cái hợp đồng tương lai mà dự đoán cái phần trăm Fed nó sẽ giữ nguyên lãi suất hoặc là giảm lãi suất trong từ bây giờ đến cuối năm. Anh em ạ, thì em có thể để ý trên đây này. Từ bây giờ cuối năm chúng ta còn 1, 2, 3, 4, 5 lần giảm lãi suất nữa. À 5, sorry, 5 lần Fed nó sẽ đưa ra cái họp báo và công bố là giữ nguyên lãi suất hay là giảm lãi suất. Anh em ạ, thì cái cuộc họp gần nhất là ngày 12 tháng 6, tức là tháng tới đấy, thì cái phần trăm mà cho rằng là Fed nó sẽ vẫn giữ nguyên lãi suất trong tháng 6 sắp tới nó lên tới khoảng 96,4%. Anh em nhá. Và còn lại là 3,6% là sẽ cho rằng Fed nó sẽ giảm 0,25% điểm lãi suất. Đấy thì cái phần trăm này theo mình là khả năng cao nó sẽ còn phụ thuộc vào từ bên đến cuối tháng này ấy. Ngày kia nó sẽ có cuộc họp lúc 1 giờ sáng với mình xem cho anh em trên cái trang Forex Factory ấy. Và nó còn liên quan đến cái việc là cái tin chúng ta có cái tin là cái hôm tuần trước là cái tin CPI là cái tin lạm phát đầu tháng nó cũng khá là tốt, nó được như kỳ vọng. Nhưng chúng ta còn một cái tin là có PCE từ bây giờ cuối tháng nữa anh em nhá, thì nó túm lại là gì, là phải đợi hết tháng, còn phần trăm này nó sẽ thay đổi theo những cái tin lãi suất để nó ra anh em ạ. Nhưng mà mình nghĩ khả năng cao là sang tháng thì Fed nó vẫn tiếp tục nó giữ nguyên lãi suất rồi, nó chưa giảm đâu. Và có thể là sang tháng 7 em nhìn này, cái phần trăm này bắt đầu có một chút thay đổi thì có 76,4% vẫn giữ nguyên là Fed giữ nguyên điểm là Fed giữ nguyên lãi suất, và 22,8% là cho rằng Fed nó sẽ giảm 0,25% điểm, và đến 0,8% là giảm 0,5, cho rằng không phải giảm 0,5%. Và đến 18 tháng 9 này thì đây bắt đầu cái CME nó sẽ thay đổi này, 38% cho rằng là giữ nguyên này, 49,6% cho rằng giảm 0,25% điểm này, 11,8% cho rằng giảm 0,5%, và 0,4% cho rằng giảm 0,75%. Và đến tháng 11 thì con số này càng thay đổi hơn nữa. Nhưng mà nói tóm lại là càng xa ấy, thì con số này sẽ thay đổi càng nhiều, nó sẽ phụ thuộc vào các cái tin lãi suất như CPI, PPI, PCE, tin non farm và tin thất nghiệp, tin employment claim ấy, chỉ số thất nghiệp ấy, nó ra hàng tuần. Đấy thì tóm lại là nó sẽ thay đổi phần trăm theo từng tháng một. Ok anh em. Rồi thì đấy là một số cái tin tức nó vĩ mô liên quan đến lãi suất thôi anh em ạ. Tiếp theo này thì bây giờ mình sẽ đi vào cái phần biểu đồ. Thì có thể em để này, cái nhìn cái cấu trúc của khung tháng của thằng Bitcoin ấy là gì, lên đây là BUS và dưới đây là BUSD, cái nhịp Bitcoin của khung tháng cái vùng giá 24.800 đúng anh em. Và em nhìn cái cây nến này này, nó quét thanh khoản em nhá, và nhìn cái khả năng để nó mình bảo rồi, cái khả năng để nó pullback về nó mitigate cái vùng này này nó cực kỳ thấp. Cái vùng 24.800 trong cái mùa tăng trưởng, cái mùa bullish này này thì nó tăng trưởng để nó về, nó điều chỉnh về đây cực kỳ thấp. Và có thể cái nhịp từ cái kịch bản tiếp theo gì lên tới đây này, nó điều chỉnh này, nó build một cái nhịp indication mới bên dưới này này đấy, và tiếp tục tăng lên, tiếp tăng lên, và sau đó mới cái nhịp pullback hẳn về nó lấy, và sau đó tiếp tục lại tăng cho đến từ bây giờ hết năm sau mình nghĩ là thế, hoặc là đến tầm giữa hè năm sau thì bắt đầu chúng ta sẽ có một nhịp, nó có thể là đến cái mùa đông crypto thì lúc đấy chúng ta lại phải xem gọi là nhìn hiện tượng đoán chương trình anh em ạ.
Rồi thì đấy là cái xu chính thôi. Còn nhìn cái dạng cái khung 2 tuần này này, nó đóng nến cái dạng kiểu này này, nó quét thanh khoản, nó rút dâu liên tục này này, thì có thể nhá. Cái khung 2 tuần ấy, cái chỗ này là chốc và đây là instrument của cái khung 2 tuần này. Thì anh em để ý này, nó cái dạng nến như này thì khả năng nó vẫn là tăng trưởng, nên em có thể nhìn rõ cái khung khung daily nhá, khung ngày ấy. Đây, cái khung ngày anh em có thể nhìn rõ rõ một một luôn. Thì như hôm trước mình bảo là gì, cái khung ngày ấy, nó đã chốc là chiều từ giảm thành tăng đúng không, và sau đó nó tăng một mạch lên như này này, thì lên tới level một cái xung lần dưới đây là BS này đúng không. Thì ở đây chúng ta có hai cái vùng PI mình đã kẻ sẵn cả tháng, có thể là trước khi nó về nó mới tiếc cái này, nó là rơi khoảng 19 tháng 3 mà hôm nay là rồi 21 tháng 5, tức là khoảng tầm 2 tháng trước em nhá. 2 tháng trước mình bảo là gì? Cái vùng PI là một vùng cản cứng này, và cái vùng bên dưới đây này là vùng extreme này, thì một trong hai vùng này anh em cứ tích lũy một trong hai vùng này, và vùng này mua nhiều nhất. Nếu vùng này thủng cái vùng mà 57.000 cho đến 63 64.000 này, này đấy, thì còn đâu em anh em để ý này, khi mà nó đã đóng nến như này và rạng sáng ngày hôm nay nó pump mạnh lên như này đúng không, và trên đây em để ý này nó mitigate hết rồi, không còn một cái vùng PR nào chưa bị mitigate cả, thì khả năng mình nghĩ khả năng cao nó vẫn hướng tới cái vùng đỉnh đỉnh all time high là đỉnh 73.800 đô này, và nó sẽ tương tác với cái vùng này em không biết là nó sẽ đóng nến qua hay là nó chỉ quét thanh khoản và tiếp tục chúng con nhìn điều chỉnh nó đã về cái extreme này thì mình không biết, nhưng mà khả năng cao mình nghĩ nó sẽ có tương tác với vùng 73 thì gọi là đỉnh all time high hay là đỉnh đỉnh cao nhất mọi thời đại từ ta vùng này em ạ. Và đối với mình có thể là từ 2 tháng rồi tích lũy cái vùng này cũng kha khá, gọi là anh em gom hàng đấy, anh em gom hàng vào mình và anh em trade thì cũng thế, anh em trade thì vùng này đặt stop loss bên dưới này, nhưng mà có thể đây cái hành động này là quét stop loss này, nó quét stop loss đối với anh em trading này, nó quét stop loss cái đáy này, em đặt đặt sát cái SL của anh em bên dưới đây thì khả năng anh em có thể là dính SL rồi sau đó nó bị bay lên theo cái chiều kỳ vọng. Còn đối với anh em nào mà holder ấy, gọi là ôm dài hạn ấy, thì anh em tích lũy vùng này thì quá là đẹp. Holder như giống như mình ạ, thì mình biết là một số anh em trong nhóm của chúng ta ở trên kênh thì cũng đang hold như mình đúng không, thì cái vùng này cả 2 tháng trời vừa rồi anh em cứ hold 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 hold. Nói tóm lại là anh em có thể, nếu trong nhóm anh em có thể biết là gì, anh em trade bao được bao nhiêu, anh em nhìn nhìn cái ấy của mình á, cái lịch sử của mình có đăng ấy, thì mình trade được bao nhiêu thì gần như là cái tiền lãi từ trade mình đổ hết sang cái thị trường này luôn để mình hold. Tại vì mình biết gì, trước sau gì ấy, là cái nhịp này chỉ là một nhịp điều chỉnh sau khi Bitcoin nó tăng trưởng nóng anh em nhá, nó tăng trưởng một mạch, tăng trưởng từ cái lúc cái đáy 15 16 nghìn này, từ cuối 2022 nó tăng một mạch lên như này, và biết là cái mùa này là một tăng trưởng mùa mùa bullish, mùa mùa uptrend rồi ấy. Nên là thay vì để cái lãi kép ở thị trường ở trong tài khoản thì em có thể đầu tư sang cái mảng này cũng được, sang sang đầu tư sang các loại tài sản gọi là Bitcoin này cũng được anh em ạ. Thì nó cũng sẽ là ok hơn, mình cũng không biết, không cũng 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 không không không, không dám nói là ok hơn đâu, mà có thể là nó gọi là phân bổ tài sản để anh em có thể gọi là yên tâm công tác, đồng ý không? Thì anh em có thể yên tâm công tác khi anh em có thể là em vừa trade, anh em vừa hold, vừa có tài sản trong tay, anh em có thể là nó thoải mái về tâm lý, về mặt tâm lý đại loại là như thế. Đấy, thì cái vấn đề mình nghĩ là cái đỉnh 73 73 74 nghìn đây này, nó chỉ là một cái đỉnh tạm thôi anh em, và trước sau gì từ bây giờ đến cuối năm anh em nhá, nó sẽ phải về, nó phải tương tác, và thậm chí mình nghĩ kỳ vọng nó phải phá đỉnh, và mình kỳ vọng là ít nhất phải lên cái mốc là 100.000 đô này anh em ạ. Thì đấy là cái kỳ vọng riêng của cá nhân của mình về thằng Bitcoin. Rồi thì vẫn cái thời điểm hiện tại này, nó sẽ có 2 kịch bản như mình đã nói ấy. Là hướng tới gì? Hướng tới cái đỉnh all time high này, hay còn gọi là đỉnh swing high của khung daily này, cái đỉnh 73.800 đô này. Thì kỳ vọng là nó sẽ bên là tương tác, và em có thể chốt lời một chút chỗ này thôi, và em cứ thế em hold hold lên đối với em là mà holder nhá. Chốt lời đây thôi, đừng có chốt hết 100% cái lượng coin mà anh em đang đang giữ nha. Mình khuyên anh em là như thế. Chốt lời một chút chỗ này thôi, lấy tiền ăn phở. Được chưa? Và nếu cái kịch bản lên tới đây này, nó quét thanh khoản và tiếp tục loại lại điều chỉnh xuống tiếp ý, thì khả năng cao mình nói luôn là nó sẽ về cái vùng extreme, cái vùng mà 51 cho đến 55.000. Từ bên cuối năm có bầu cử tổng thống Mỹ nữa. Được chưa?
Còn cái sự kiện Bitcoin Halving với cả cái quỹ Bitcoin Spot ETF nó được thông qua rồi thì nó đã qua rồi, và chúng ta chỉ chờ đợi từ bây giờ cuối năm nó sẽ có một cái nhịp, và cái sự kiện vĩ mô mang tính vĩ mô gọi là địa chính trị đấy thì liên quan đến cái sự kiện bầu cử tổng thống Mỹ thôi, thì nó gọi là cuộc tái đấu hiệp hai giữa ông Donald Trump với cả Joe Biden, thì hai ông già đấu nhau hiệp 2, hiệp 1 thì ông Donald Trump thua đúng không? Thì đấy, thì tóm lại là từ bây giờ cuối năm chúng ta sẽ còn một cái sự kiện khá là quan trọng đấy nữa. Và nó cũng có thể làm ảnh hưởng một chút chút thôi đến cái giá của Bitcoin anh em ạ nhá. Thì đối với mình là nghĩ nghĩ là như vậy. Và mình cái tâm lý của mình ý là có thể lên đây là tương tác và sau đó lại điều chỉnh tiếp, hoặc là lên đây nó đóng nến qua là phá đỉnh, nó thiện hành vi là tiếp địa xuống BVS chỗ này thì vẫn được anh em ạ. Còn cái trường hợp bây giờ nhá, lên tới đây quét cái đỉnh này, và tiếp tục nó đồng thời nó quét luôn cả hai đỉnh này, tiếp tục điều chỉnh xuống, nó tiếp tục tương tác vùng này thì chúng ta lại tiếp tích lũy tiếp vùng này, còn không thì chúng ta đợi về vùng này chúng ta tích lũy tiếp em nhá. Ok, đồng ý không? Rồi thì đấy là thằng riêng thằng Bitcoin nhá. Đây thì thằng Ethereum này, Ethereum thì đây nó lên được cái chạm, nhìn cái khung tháng này nó chạm cái PY khung tháng, cái xuống điều chỉnh này nó chạm vào con một nhiều hình nhỏ nhỏ đây đúng không anh em, và mình bảo đây chỉ một cái cú bùng vách nhỏ thôi để nó về nó quét hết mấy cái ông mà long long tức là mua khống chỗ này này đấy, nó quét thanh khoản và sau đó nhẹ đầu và nó lại pump lên tiếp, đồng ý không? Và trên đây vẫn còn một cái vùng refinement ở khung ngày chưa bị mitigate này, cái vùng 4.200, 4.400, 4.500 này này. Ok thì cái xung cái nhìn cái chart của Ethereum nó cũng giống như cái chart của Bitcoin thôi. Không hai tuần này em có thể nhìn rõ hơn này. Đấy, xuống không hai tuần chốc và đảo chiều này, swing high của khung daily và về đây nó chạm nhìn cái khung nến này. Đấy thì em nhìn này. Cái vùng mà mình bảo anh em canh là cái vùng 2868 ở đến 3000 này này, mình bảo anh em canh vùng này em mua lên, và em có thể là trade thì hold lên vùng này, hoặc là hold lên thì ổ tao hai cũng được. Còn em mà hold dài hạn thì có lực hold để nó phá cái đỉnh OTAM 2, cái đỉnh mà cái năm 2021 này, cái đỉnh 2021 này này, cái đỉnh 4868 này này. Thì có thể là mình bảo cái ở cái những video trước nhỏ anh em mua mua tích lũy vùng này đẹp đúng không? Còn không thì sẽ thủng về cái vùng bên dưới này anh em ạ. Đấy thì y như rằng nó có phản ứng, em thấy không? Nó phản ứng này này. Và sau đó gì lên tới đây em có thể chốt một ít này, lên tới đây chốt một ít này. Đấy, được chưa? Còn nếu mà lên tới đây mà nó đóng nến thì nó sẽ là BS tiếp theo, nó tiếp diễn xu hướng thì em lại sẽ khả năng cao là nó sẽ tương tác cái vùng refinement bên trên này, và sau đó là gì? Chúng ta sẽ lại có một cái nhịp điều chỉnh bên dưới anh em nhá. Được chưa? Ok. Thì túm lại là theo mình ý, thì có thể là anh em tích lũy giống như kiểu Bitcoin và Ethereum như mình ý, thì có thể tích lũy cái vùng này cũng trong vòng 2 tháng vừa rồi cũng khá khá được đúng không? Còn nếu mà muốn tích lũy thêm tiếp thì chúng ta lại phải đợi nó về tương tác với cái đỉnh này, hoặc là anh em mua chỗ này thì cũng mua ít ít chỗ này thôi nhá, đừng có mua nhiều so với cái lượng tiền so với mua bên dưới này này. Mua ít chỗ này thôi, vì sao? Vì có thể là gì? Nó lại tiếp tục điều chỉnh xuống tiếp thì sao? Phải không anh em? Ok, nên là ấy, theo mình ấy khi mà nó break lên, nó phá lên cái vùng PI này, cái vùng này tới vùng này cản rồi, thì khả năng cao chúng ta lại gom tiền tiếp và đợi nó về đây chúng ta chốt lời thôi, chốt lời một ít thôi, khoảng bao nhiêu phần trăm của anh em thôi nhá, chứ đừng chốt hết đấy. Và sau đó thì đợi nó chạm cái vùng cản bên trên cái điểm 82, chạm vùng cản này chúng ta điều chỉnh tiếp thì chúng ta lại gom gom tiếp phát nữa thì là điều ok nhất. Còn không ý, thì đấy đây là mình nói là cái kịch bản anh em nào mà trade nhá. Còn em mà hold thì có lẽ lên cái đỉnh này em mà thiếu tiền thì em có, hay là anh em có một anh em một chút lời thì chốt lời một ít thôi nhá. Còn đâu không thì mình khuyên anh em chỉ cần lên cái đỉnh ổn tham hai chốt cũng một ít thôi, chứ đừng có chốt hết anh em ạ. Khi nào mà đợi cái hiện tượng mà nhà nhà người 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 tức là cái thị trường nó cực nóng ấy, tức là nó gọi là theo nhà bà bán rau ông xe ôm ngoài đường đều biết đến thị trường tiền điện tử này, thì lúc đó mới là cái lúc anh em nên cash out, nên 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 chốt lời hết để mà cái lúc ấy gọi là những con rời, những con gà nó nhảy vào thị trường thì lúc đó anh em mới rút lui rút quân ra thì nó mới là thời điểm đẹp. Còn tầm này nó vẫn chưa là thời điểm nóng của thị trường đâu, nên là anh em cứ hold đi, hold 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 và hold thôi
Được chưa? Ok, thì cái kịch bản thì đối với mình là anh em phải đợi về cái đỉnh này, là cái đỉnh 4088 này, có thể có phản ứng thì chúng ta tính tiếp phản ứng với vùng POI này cũng được, hoặc là phản ứng thẳng nó chạy một mạch lên cái đỉnh 182, cái đỉnh 4868 này này, cái đỉnh 182, cái năm 2021 này nó chưa bị phá đâu em nhá. Đấy, ok, thì đấy là thằng Ethereum thôi. Còn cái video ngày hôm nay thì mình nghĩ là nó cũng đến đây thôi, và anh em cũng biết là mình phải làm gì qua những cái nhận định, cái phân tích của mình cả video này, phải không anh em? Thì cứ khoảng tầm 1-2 tuần mình sẽ lại phân tích cho anh em một cái video ở thông qua thị trường cryptocurrency này, đặc biệt là thằng Bitcoin và thằng Ethereum này. Em đối với anh em là hold nhiều đúng không? Hold giống như mình ấy. Ok, thì thôi, còn đâu cái video này cũng dài rồi. Thì mình cũng xin kết thúc video tại đây. Và anh em xem video nhớ like video, nhớ đăng ký kênh, bấm chuông thông báo. Và anh em nào mới xem video thì chúng ta có một cái nhóm Discord để cùng nhau thảo luận, học tập cả về trading lẫn investment, hay còn gọi là đầu tư. Ok, rồi thì cảm ơn anh em đã xem video đến giờ phút này. Ok, bye bye anh em nhá.